Cascading Dyson. Cascade có cascade up, cascade là bãi, còn là bãi town, là bãi thôi nhé. Là bãi với copy waterfall, waterfall chu mà bãi lãi hồ vậy, được đấy. Style style là cái nào, được đấy. Sheet sheet cứ cầm ra, cầm ăn sheet, ăn sheet tay, được đấy. Sheet, được đấy. Sheet, được đấy. Sheet, sheet, sheet tay, được đấy. Chết, CS mà biết thằng cascading tay sheet. We have a man to programming language. We have to style sheet. We have to style the rap of young act at the economy again. HTML page or HTML page look again. Nice. Look good. You know what? Just we have a man to programming language. That means both dot leg, that means for loop, that means to make the cut that away. We want to do the thing to top time or we again. But HTML look again. Nice. Look good. Look cool. Don't know? Chứ có chuyện lắm á. Mà nên là ế, có hiện programming CS chết á. Hãy không biết bây thì nhỏ. CS mà bạn chia kể programming này kinh tế. CS cứ chia kể tài xích hẳn yên. Như thế, ok. Đó đó, ok. Thật, nên đó nên tại trang thà tôi đã khai thà CS mà biết thà CS tài mà biết CS mà biết stand for cascading tài xích. Vì tôi biết là style. Style cứ define how I get HTML element display. Như thế, bạn thấy ha, tại vì define ta HTML element display là biết mạnh, look là biết mạnh. Có HTML element này, hoặc là thì hai thằng HTML element các bạn thì hai thằng take các bạn, là take đấy. Được đấy. Từ cái đó đến tại trang thà về những build website, thì từ build viết nó không trở lại thế. Để mình trở lại thế, HTML, bắt đây cái HTML, anh nói take á. And website của mình đừng nữ and mean again body with body again body but ah you may put it that you know I'm doing a day did that I need to get 81 hello again wall but eh link it here again 81 you know that take that take the display a bit much for a like now from the band and then do again define now again style spend the define now style again style sheet you know that okay change your way you may have យល់ទេ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 
សម័យមុនมันតอนមាន CIA ហ៎អូមក website ធម្មតាពេលគេមាន website មាន page ច្រើន page 1500 page 2000 3000 រាប់ merit page ទៅមានដែរយល់ទេ website ធំធំចែក social network អីទេទេយល់ទេអត់ចឹង page ច្រើនហើយទូទៅយើងប្រើ HTML ដែរចឹង HTML apply style ក្នុងឯង page ទី1យល់ទេ apply style ក្នុងឯង page ទី1យល់ទេអត់ចឹង1500 page គឺមានយើងត្រូវគួយដាក់ style គ្រប់ទាំងឯង1500 page ដឹងទេអូមកមេថាអូខេដោតៃទៅតៃចេះដោពណ៌នេះអ្នកអីគេ1500 page ចឹង pro developer ចង់កងមកបោះនេះនេះទៅពិបាកនឹងកាយគេកាយយល់ទេគាត់មកទៀតអ្នកអូនតែចាំគេបកកោស CSS ជាប្រទេស external style sheet external style sheet ហ្នឹងថាម៉េចបើថា style ថានៅក្នុងអីគេ file មួយអីគេ state ទៀតយល់ទេតែមាន extension តអីគេCS បាទយ៉ាចឹងយើងដាក់អីគេយើងដាក់ style ក្នុងអីគេនេះតោះហើយនេះហៅថា external បើគេហៅថា external style ទីទៅតាមតែ style ហើយនេះអីគេ website ថានៅក្នុងផ្សេងគ្នាអរេហើយបន្តយើងធ្វើការ link ធ្វើការ link 1500 page ឧទាហរណ៍ទីចប់យើងចឹងទាំងអស់មាន style ទាំងអស់គ្នាហើយបើយើងចង់កែចង់លុបអីខ្លះនេះគឺអាបិចទាំងអស់ហ្នឹងគេចាំជួយយើងបានច្រើនទេជួយបានច្រើនណាស់ចឹង CS អាចជួយយើងបានលម្អពីកាន់នេះទី1វាប្រើប្រាស់វាសម្រាប់ add ចូលទៅក្នុងអីគេ website ដើម្បីធ្វើឲ្យ website លុបអីគេគឺលុបណៃឃើញទេទី2គឺ CS វាអាចជួយយើងសន្សំចំណាយគេពេលវេលាក្នុងការអីគេ add
edit remove got delete again tai yol wa yong jae yol dia jola yol chen na on yol long pi tra pyao ta ci ai ci ai implement the programming language day ci ai khu chi style ke ci yore ta ke pra pra samrap add chou to knong ai ke web ai ke website tambai website lo ai ke nai wo html min limit bang ye yore we all on we build html subscribe trying lo ai ye as add to my chat board chen yol dia ហើយទី2គឺ website ទី S អាចជួយយើងក្នុងការងារធ្វើរកការគ្រប់គ្រង style លុប style delete style edit style ទាំងនេះតោះណាយល់ទេបងប្អូនអានយល់អូខេតោះចឹងដល់នេះទៅចាំថាreverb version របស់ CSS វិញ CSS មិនដងគេ version របស់ version គេ1អានេះថា CSS level 1យល់ទេកាលពីនោះវាអត់តស្អាតមាន style ច្រើនដែរឥឡូវនេះយល់ទេហើយគេបកកគេវា become អីគេ the recommendation when start then down ទៅរបស់អីគេ wall wide way consortium ទៅឆ្នាំអីគេ1996យល់ទេបើថា wall wide consortium ហ្នឹង WCC វាជាអង្គការអន្តរជាតិមួយដែលមានទូនទីគ្រប់គ្រងបកកតេណាបកកអីផ្សេងៗទៅលើ develop អីផ្សេងៗទៅលើ HTML CSS SS ពួក XML ពួកអីផ្សេងៗហ្នឹងយល់ទៅលើ website យល់ទេវាតែគ្រប់គ្រងអ្នក develop អ្នកអីផ្សេងៗយល់អ្វីនិយាយយល់អត់ចាំពេលវាហ្នឹងហើយហើយវាបកកាត់ standard អីផ្សេងៗហើយ web browser យកវាទៅ program យកវារៀបចំហើយវាបកកាត់ហើយចឹង standard អីហើយចឹង web browser follow តាមវាយល់ទេយល់អ្វីនិយាយអត់មានណាឯងបកកាត់អីណាស្អីខ្លួនឯងអីហ្នឹងព្រោះតែបានតែខ្លួនឯងទេយល់ទេនោះថាឆ្លងកាត់វាបានវាគឺជាអង្គការអន្តរជាតិដែលមានទូខុសត្រូវអីគេខាងអីគេហើយគេ develop របស់បាទអញ្ចឹងអ្នកអរនេះត្រូវចាំអ្នកអរនេះត្រូវចាំមកដល់ CST នៅក្នុងឆ្នាំ1998វិញម្ដងគឺវាមាន feature ដែល design រងចាំជាយូរណាស់ហើយបើថាវាកាន់តែ low មែនទេតែខ្ញុំរៀនមកដំបូងគេគឺបើទៅនេះគេធូរហ្នឹងហើយយល់ហើយបាទខ្ញុំរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញប៉ុន្តែ CS version 2បើគេនិយាយថា CS version 2បានន័យថាគេ prefer to អីគេទូយគេ point one យល់ទេបើគេនិយាយថា version 2បានគេទទួលដល់អីគេ refer ទៅលើអីគេ 2.1 2.1 បានថាម៉េច CS level 2 revision គេ1យល់ទេហើយអ្នកអរនេះត្រូវចាំ original CS 2គេមិនដែល implement លើ web browser ណាទេគេគាត់បង្កើតវាហើយតែមានបញ្ហាហ្នឹងបើគេយកវាទៅ review គេជា 2.1 អីគេ point 1ហើយមិន out web browser គឺអីគេ implement វាទៅ say code ដើម្បី support វាយល់អ្វីអញ្ចឹងយល់ហ្នឹងហើយ CSS វាចេញ version វាហើយបើណៃអត់យល់ទេអញ្ចឹងបែប browser ចាស់ចាស់វា support CS3 ទេបើណៃគេដាក់ code CS3 ទៅវា support ដែរយល់អ្វីអញ្ចឹងវា support CS1 ឬ CS អីគេប៉ុន្តែគេអត់ទេតែចាំគេបន្ថែមយល់ទេ CS1 បន្ថែមពីលើ CS3 គេបន្ថែមពីលើយល់អ្វីអញ្ចឹងអត់តែបែ browser ទៅថ្មីៗឡើង support អត់ហើយPS3 យល់យល់ហើយមែននៅក្នុងឆ្នាំអ្នកអរនេះតែចាំថា CS3 បានចេញមកប៉ុន្តែវាចេញមករយៈពេលយូរមែនតើចំ10ឆ្នាំទៀតទៅ10ឆ្នាំយល់ទេដើម្បីធ្វើឲ្យវាកាន់តែប្រសើរឡើងប៉ុន្តែ slow មែនតើ CS គឺចេញមុនដំបូងគេផុតជាត្រាប់ហើយតែបានគេ publish នៅក្នុងឆ្នាំ1999មុនខ្ញុំរៀនអីគេមុនខ្ញុំរៀនអីគេក៏វាអាចមុនដល់ពេលខ្ញុំចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញខ្ញុំចូលរៀនផ្នែក IT នៅឆ្នាំ2001ខ្ញុំចប់2005យល់ទេបើណាអត់មិនចេញយូរយារណាស់ហើយប៉ុន្តែអត់មានណាប្រើទេបើតាមតការ development របស់នេះគឺគេ slow យើងនិយាយតែប្រើវាប្រហែលឆ្នាំប្រើប្រហែលឆ្នាំមកទេតែគេប្រើវាយល់ទេតាម development ឥឡូវគេកំពុងតែ develop CA ហ្នឹងគឺខ្ញុំតែនិយាយលេងមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថាពួក IT របស់យើងគឺគេរៀនឲ្យចេញរៀនឲ្យចេញពួកហេតុអីគេទៅរត់តាមណារៀន CS2 មកចេញអីតែទៅ CS2 មកចេញទីអីគេរីបោះចោលអីទៅអី CS2 យល់ទេពីខុសពីមុខជាផ្សេងផ្សេងទៀតតែគេរៀនចូលរៀនចូលយើងរៀនអីគេរៀនចេញរៀនចេញរៀនចេញគឺតើការរបស់យើងអត់រៀនទេគឺងក់ពួកអាតេកណូឡូជីយល់ហើយយល់ហើយយល់ទេពួកយើងចេញរហូតទៅភៅយើងទិញកមុនយើងទៅប្រមូលទៅភៅបោះចោលហើយយល់ហើយ PHP A3 ទៅមិនដឹងចាស់ចាស់ PHP មិនដឹង3ដល់ចេញមកបើដល់អីគេបាយយកមកប្រើទៀតខ្ញុំខ្លាំងឡោទៅភ័យហ្វូតូរកសុខនិយាយតាមតរក100នេះតាមតចោល3-4000ដុល្លារហើយយល់ទេខ្ញុំរើលោកអីកាយមកពោបាន20000យល់ទេ
អពុទ្ធផលសុផល IT ចឹងពួក IT គេទៅជួយចឹងសំហ្មងឯងព្រៃសំ e-book សំអីវិញ video training គេមើលឲ្យទុកហើយសោះពួកយើងច្រើនគេទៅសំសុផលតែខ្លាំងកោតតកោតតយកវិញយាយតោះយល់ទេបងពួកយើងត្រូវចេះមើល e-book មើលឲ្យមែនតើយកឲ្យវិញយាយយកពួកយើងត្រូវរត់តាម technology យកទៅផលទៅខ្លាំងងាយទេមានទេងំបាយមកមួយមួយហ្នឹងទេគេទៅគេប្រើឡើង UI ឲ្យងំមកហើយយើងទៅមើល e-book ទៅរត់ឲ្យតាមតែណាទៅខ្ញុំមកថ្ងៃបើខ្ញុំបើហេតុ if we stop we die ពីឈប់គឺអីគេគាត់ពួក IT តែណាគេរត់ហើយយើងអត់ទេតែចាំថា IT វា copy អីគេ programming language ទៅ web វា copy programming language programming language ដូចជា Java ដូចជា VB គេរៀនតែ Java ទេគេរៀនតែ VB ទេប៉ុន្តែពួក web យើងរៀនតែចាំពី HTML C ចាំបាក់គេ check វារៀនពី HP ASP មកចប់យល់ទេតែអាចឲ្យទេ technology មកព្រោះទៀតយល់ហើយអញ្ចឹងអញ្ចឹងបែរថាយើងរៀនច្រើនតែយល់ទេហើយគ្រូបែបមកយ៉ាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងយល់យល់ហើយនិយាយពី syntax នៅក្នុងអីគេ CI គេ CI គេ CI គេ CI មិន CI ជាចែកចែកជា2ផ្នែកសំខាន់សំខាន់ទី1គេហៅថាអីគេ selector យល់ទេទី2គេហៅថាអីគេ declarationDeclaration នេះអាចមានមួយ declaration ឬមួយក៏ពីរគេ declare គេ declaration ដូចនេះអត់ CI ខ្ញុំបានទៅក្នុងនេះ selector ខ្ញុំបានជ្រើសរើសយកអីគេ A គេ A1 យល់ទេ A1 គឺជា take ដែរជា HTML element ដែរយល់ទេពួកវានឹងចន្លោះអីគេបတ်អីគេបတ်បាទត្រូវណាអូខេអានេះគឺជាអីគេយើងបើកគ្នាមកបន្ទាប់មកខ្ញុំបတ်អីគេបတ်គ្នាវិញតែហើយបន្ទាប់មកយើងអីគេដាក់ declaration ទី1 declaration ទី1មាន property ហើយនឹងតម្លៃរបស់អីគេ property ហើយវាខណ្ឌគ្នាដល់អីគេ semicolon ហើយនេះមានប្រើអីគេ column អត់ប្រើសញ្ញា smart ទេយល់ទេ CS គឺគ្មានទេសញ្ញាអីគេសញ្ញា smart បើគ្រូសេលើបើអីសុំច្រឡំដៃដាក់សញ្ញា smart ដៃដឹងខ្លួនឯងហើយគឺចុចអីគេចុច2ទេព្រោះ CS គ្មានទេសញ្ញាអីគេសញ្ញា smart តោះនេះយល់ទេហើយគេបាច់គេដាក់ semicolonពី declaration មក declaration ប៉ុន្តែអាចចុងក្រោយគេ optional ដាក់ក៏បានមិនដាក់ក៏បានប៉ុន្តែយើងរីកមិនទូសអស់អីគេឲ្យដាក់តោះដល់ហើយដល់នេះតែចាំថាយើងមានពី declaration ហើយអានេះគឺពណ៌អានេះគឺអីគេ color យល់ទេកាលណាយើងប្រើប្រាស់ A1 ពណ៌វាពណ៌ color វាពណ៌អីគេពណ៌ blue ហើយនឹងអីគេពណ៌ size វានឹង copy គេ pixel តែដល់នេះតែចាំថា CS មានទេ underscore មានសញ្ញា trade យើងដែរបើគ្រូទេចុះកូនតិចដឹងតរៃគឺអត់មាន underscore ទេយើងមានសញ្ញាត្រេតែចាំយកយកតែនេះគឺជាសិនតាក់របស់វាឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសរសេរអីគេខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសរសេរ CS អ្នកអស់ពេលមើលអញ្ចឹងអ្នកអស់នេះតែចាំខ្ញុំទុច block ប្រាប់អញ្ចឹងពេលខ្ញុំ build website ត្រូវតែមានអីគេត្រូវមានអីគេ folder របស់យើងយល់ទេពេលខ្ញុំ build website ហ៎យើងគួរតែមានអីគេ folder ចំណោលតែចាំថាយើងគួរតែមានសັບអីគេ for អីគេ order ដូចជា make យល់ទេប្រាប់ប្រាស់ទៅទួយគេព្រួយគេទុភាពបានណៃចាំដល់មិនដាច់លុបចោលអីលើកាត់ស្មីយល់ទេអានេះគឺអីគេ new អីគេ new CS ហើយដាក់ new មួយទៀតគឺអីគេ new order គេដាក់អីគេ java អីគេ script ដល់នេះអាចារ្យខ្ញុំខ្ញុំនិយាយតែដល់នេះពេលដំបូងគេបត់គឺអីគេ index ដល់គេ ATA គេដល់ណាហើយដល់នេះតែចាំថាយើងចាប់ផ្ដើមបើកវាយើងតោះមកយើងធ្វើការអីគេ edit វាដល់នេះតែចាំថាយើងតៃគេ HTML យើងបត់អីគេ HTML បន្ទាប់មកយើងតៃគេយើងមាន head យើងបត់អីគេ head យើងមាន body យើងបត់អីគេ body តើអូខេ body ហើយយើងដាក់ line នេះហូយមួយដេកណាដាក់នេះអូអូយមួយដេកយកមកអុយហេអីឈួរទេអីបែកក្បាលហើយអេដាក់អីវ៉ាត់ចុះទេអូខេបន្តមកយើងដាក់ពេចុះទេពេមកយើងដាក់ថាអីគេហើយឡៅអីគេវ៉ែបអីគេ development 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 អូខេតាយល់ទេតែវាតើបានឯងចាំមកដល់អើយសក្តិអូខេវ
quật ra anh tay bởi vì nó sọt nặng nó sọt rất nặng biết tay á à thế tinh trong cái tay thì lời gì cái lời viết ở cái tay gì nó hàng tiền còn đấy cho nên ông ấy tới chăm thà nhưng chăm ra mà cáp vào nhưng pháp pháp ít thì nó là gì tay thì như thế cái mà tay hay là website cho nó không qua pi gì đây còn đấy nhưng mà cáp biết nó không sắp phù đơn mới chung thay gì thì à còn chừng này cứ nhập về gì nhú ok và tao mời gì tao mời gì nhú và tao mời đặt lại đi hiện đại gì ok nhưng đặt hàng tay là chui cái bán đó nè thế thì chúng ta thì chúng ta đặt chui gì tay là gì ok tao mới chậm đau mà open nhiều kia gì thì đi thế là mới chậm đau lấy chậm đau đặt a one hai gì Later, you know? The Mughal Yen had an HTML element. You know? Okay. Let me get another sky. Color? You don't have four color again. Like boy, you know? Green. Can't you wait? Can't you wait? Okay. I pay. Pay on that boy, you pay. Pay the pay back. I'm like, I'm about to pay me again. Miền tây miền header header ngọn đó cho nên đặt bước bay bay trong hàng coi cái kinh nghiệm đó có cả chục ok sell và tao mới nhảy cái refresh tao hay dạ dạ to này cái to này những cái đó là cái lòng hiện của những ai ở đây của những to này cái link về đây như thế cho nên là bay link nhà nó thì thật bay là bay link nhà nó thì thật ca trở lại đấy chứ bay link rẻ một cái thằng lẹt thiu để thằng đo bia chỉ đang là tay ghế tay ship như thế một cái đo bia cười ghế tay fly ghế cs còn đấy ai mà tay đi run li ri được ri run được cam file bia cái thằng folder cs đó 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 nhạc lắc anh đặt file lên cs là khăn khẻ rồi đặt cs anh chụp của tao chứ là tao chứ nhớ đặt là khăn khẻ rồi nhỉ nhạc lắc là nhạc đặt là khăn khẻ là cs này như thế rồi nó ôm nó còn đau chứ còn đau chứ cái đi folder đó còn đó còn đặt tay đó là gì gì bật vậy đẹp đó đấy và tao mới chụp đau là gì đi play thế nhé bao cả chụp đó đấy còn đó bao cả chụp hay được coi gì của như thế nhưng apply gì ấy đó đấy nhưng mà thầm mình nói như anh đặt bàn tiền thì anh đặt bàn tiền đó hả lực lên lên coi đây cứ play play như anh mở JavaScript cái ván bật tay bằng CSS với cứ link lên support đấy, hiểu đấy, support là ban IE, hiểu đấy, áp thế thì lên support đấy, hiểu đấy, cái link cái này mở đấy, cái mở fly animation cứ vừa thế đấy, hiểu đấy, ok, ok, cho nhập bật chào mọi người, bật xem, ok, nên anh em mới cho chúng tôi được không CSS, ok, chúng ta thay border ban đó, border, one again, pixel, solid, solid mà anh ta chỉ là một toa tròn mong á, đó đấy thì anh phơi gì đá cho bạn đấy đá mà tha chơi đấy tay 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 đấy và đọt đọt với mày tham mày chơi đá tay tay như phơi gì tơi gì từ lịch lấy lan quay gì red của họ như thế chương bây giờ refresh mà tốt cái đó mình chơi cái gì mình gì và tốt chung với của họ và tốt nó thông về đó thế là cái mà tốt nó hơi tu đi vậy đó thì ngay prapsi ấy là mình nó style gì đó đấy thế nhưng anh đặt lại những cái gì vì nói với anh mà nó buồn rồi bị đẹp rồi đấy thế một quen bóng 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 ai quan vì nó bị đẹp buồn rồi bị đẹp thế nên chơi bị tù nhé đó nhưng trong cái tàu vô xe ở to hello world ở trong mấy cái cần đa đó thế nhưng anh phải lại những đặt tên gì kì cái online đặt tên này kì đấy ok thì refresh bóng người đời cảm cần đa anh trong cái to này thì là bỏ nó trong mấy cái cần đa đó thế nhưng trong này đấy cười kì và margin để margin viết đó bên trong cái đó từ hiện đại draw hay đặt auto draw bên trong margin lớn bên trên trong cứ draw chơi cái đám đấy cứ để cho mấy auto mà thì thế ok cho dùng đặt refresh box bên trong mấy cái đào gì thế chứ tôi quay được website nữa là gì review thông tin như nào cái đó cứ tôi biết đây gì cho mấy cái đào thì nó cũng auto rồi mấy cái smart là gì smart đi đó đấy ok tôi mất tiếp trong đặt mấy cái đào này bây giờ cái đào như hiện tại gì cái này cái bay cái background cái color rồi đặt full gray, white cái full gray, đó
Kiểu mình rồi, như thế. Hay phải phát đi trong ta là con như thế kìa, thằng Mao, như thế. Thì mà đây là cái bò đời cái chúng ta tay cái tay cái sai cái sa tấu giữa tay sa tấu từ liên tiên đó thì sa tấu còn lại đi đã one pixel như thế cái pram cái đã đọc pixel đọc pixel tao mà mui cái mui cái mui pixel máu coi cái đó nó coi cái cái lỗ đấy cái lỗ cái đấy cái refresh cái cái viên cái lỗ ok có bị sai bị đọc pixel thế thì tay tay cái ta thằng B pixel rồi mới có B pixel là gì? Mà mình chỉ ngay B như thế này thế, hello world như thế nào? Đó, ai ai dân trong ai miền này cái, dân trong ai à, dân trong ai cái, dân trong ai cái, dân trong ai à, và bấm lên thế nào thì phải bấm cái, bấm sai cái, sai đâu, rồi thế, chụp P cái lại đi, đã ta pram cái pixel, pram pixel, pram pixel, thì đã cái, quay cái, blue rồi đấy thế thế cái blue tiền rồi đấy cái đấy cái gì và cái này cái CS là mấy top tay cái website bây giờ rồi đấy đó ok ba pram pixel đấy đó lớn lắm lớn lắm đó ok rồi chúng ta đi hai sắp bây giờ mới đấy hai sắp mà đây là x vậy chúng ta đi hai sắp bây giờ pixel hay bật nhóm đại cái hạ sắp là này thì cái này vì kiểm đề bị lời trong cao mình cũng hạ sắp bị xe đó đó hai bật sân kia đi với bây giờ ta khăn là cua ở so với khăn là lờ đây là đại hạ sắp chụp lờ bìa máu khăn là lờ như này á hả nên thế lôi ấy nhưng mà cho mày phở bồ so với này nữa đó thì ta đã mũi cứ bị ẩn lờ bạc tên đó đấy nhưng nhiều là bao nhiêu vậy nhiều đấy ok chứ liên tiếp thì liên tiếp thì là đi thôi quá chẳng đi ok và nó thì thử sáng tiên đấy ok rồi thì lấy đây này chắc những trong đặt background cái khoa này trong đặt background có cái website cho bùi đấy ok bây cái đặt đặt body đấy body mà tóm lại đặt background cái trên mặt người ta đặt luôn người ta đặt tóm lại luôn đấy thì đặt body lên background background này có đấy có lỡ hàng tóm lại đặt cái body cái hả lương để lỗ mấy này nè body cái còn navy mở navy navy còn đâu không mở ok hả chừng như đặt body bên website thì tụi cũng có background body cái một bò kêu Chẳng nhớ gì ai hay cái đó là ta chấm gì ấy cái ai chơi thì lại nặng chu trăng các bạn này cái ai chơi chu trăng cho nên cho nên là từ thi cái lỗ chờ nó vì lục chơi và chu vậy nhá vì ông inter hoặc là hai cái white card á cái inter special á qua là inter special với thi cái lỗ chờ này đó đấy chân dương ở và đây bây giờ thì chỉ nặng nặng chắc cứ vì cái mùa mưa chân cao số bốn chơi cao số bốn chu bốn thì rồi đẹp lắm mới chơi chơi prai cái đẹp nặng chắc đó đấy ok ok nó sẽ yếu thế. Lấy cho đôi cái comment mình vào đó. Thế đó nên thời trang lọc được cái team ở đây. Hay là thời trang comment ở đây. Vừa mơ đó. Mấy khác programming này dựa thì ai á. Dù dù mơ mấy to vô lại. Dù lại bệnh hai khỏi mặt khỏi mơ anh vô lại. Anh cũng một tên bị lừa có tên tên là khổ mà mơ lừa trong tay kìa. Họ chờ. Như từ cao mình là cái comment. Thế đấy. Hai mình tham phát đáng nào thì comment này đó nên thời trang thà comment cứ tập rap nhưng mà mưa ngày cao ấy rồi mưa cùng mưa thời mưa rồi mưa thì sẽ còn xây đó thời mưa đó rồi mưa cái tập về program ấy nói chung để nhất nhưng mà xây tập ngày ấy nhưng xây thì chờ đó nó nói phải là nè phải là deal tức là phải điều prao như thế chứ mưa vô lò thì là vừa vô lên thì phải đặt thăm mình như thế cho nên không ai tìm ở tia ấy thì ai đặt thăm mình tại ta giữ phờ được nhà này thì chúng ta nên đó mình ai phờ chạy chúng ta không bên thằng lớn qua lớn ba lần rồi thế đấy cái đấy tập được phần cái nào phần design bài cái a cái phần hết ok
cái này on này create thì on này cái vì 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 quan đọc làm cho cái on lại cái body cái define on này cái vì cái pram cái khai pram cái quan này cái đọc pram cái đọc bài cái này thế thế rồi anh cứ tập ra cái file này cái file cái bộ rồi đấy chứ bây giờ cái comment này comment đi bài ai cái comment đi bài làm cái này đi làm cái này đi đi cái body cái body boy cái web này cái website cái ông thì hỏi chuyện đã đó thì ai sẽ được con này đấy tập ra một chút nè rồi đấy rồi một cái gì nữa đi cười đã đi cười cái bằng một chuỗi này đang cho các bạn này rồi đấy cái tin tin đây cái border boy cái website này cái chuỗi này ông thì hỏi đấy đấy cái này cái gì luôn thì ạ thì các bạn được đọc được file là muốn đi các bạn lười cái này đi các bạn lười lại nè đó đó rồi đấy cái này không muốn trang tôi cũng muốn trang trang lên trên cái của website mình phải nhà đấy cũng không muốn biết gì là bài đấy cái đó thì mà có gì là bài như thế á nhưng website lại cùng đồ này giờ đồ này phải dùng cầu trá nên phải là phải biết nhau còn đó cái khác thì sẽ thêm ở phải khác kiểu như dùng lúc enter lúc anh trao những cái website tôi mình đây như đấy chủ động cả lâu lường như là vậy vậy đó như đấy bây giờ thì hai cái cùng vào biên tập thông báo âm lịch phải enter đi comment này nó đã tràn với việc slow này việc như như đấy bữa nay mình ấy là lớn thì mai lớn thì mình đang tương đương với mấy trong ta mặc lỗ về là comment lỗ trong mày á đấy nó là comment là trong quan đang quan mày mày không comment là gì comment trong quan quan mày là gì mà mày nó đó chẳng phải thì nhiều bạn kẹp đó mình lấy cái taxi vào ông người này rồi vừa trở lại mẹ ổn đấy rồi nãy cái nó mình ta còn tiền ổn đấy thì vừa tập là ok để nhớ nó comment ta đấy lấy những gì selector nhé đã như những gì lấy trang tính nhé chúng ta thì bắt đầu chia đặt ra thà từ không liên cao như thế rồi từ tập không đến ok ta phải tạo nên tài trang CS selector không biết này mà CS selector miễn phí có selector á coi đấy nè CS selector miễn phí nè miễn phí hết được đấy miễn phí hết được đấy chẳng tí muối cứ cái hai cái AT cái âm L element này cái là cái selector được đấy PP cái hai cái ID cái selector thì bay cái hai thay cái fly cái selector như thế á nhưng mà tôi hỏi này đó thì phần đó là đặt pay ba một cái chọn bật pay rồi đấy color mà này cái pink đấy anh ấy là nói là cái chữ HTML element đó của mình chỉ là hai cái này đó chứ không phải là cái chữ HTML element này cái selector rồi đấy á chứ bây giờ chúng ta vào việc mà thì bây giờ vào đây thì mở pay cho dưới đấy nhé mày pay vay mở pay thì tao vay pay chứ vay mở pay tao này á giờ vay như vậy giờ đó đó chấm pay thế tao nên ai tập pay cứ biết style chẳng cụ thể thế là chuyện nó khó đó chuyện nó thấy chuyện nó khó đấy ôi chồng chuyện chuyện không ai miền Nam phải chương cay về nhé miền Nam mình sợ highlight này cái clay trên đầu trung này á ở trong mà luôn á mà chưa không làm là đang hơi nhiều đấy nhớ thì nó bôi đi em rồi ao tập pe mình nữa cứ sao đây vậy thì đó còn áp được rồi em vậy nhớ nhớ gì á nhớ đấy nhớ phần tay bên trái pe mềm pe lần trước thì các pe đi cho màn chè pe cho màn chè được rồi em vậy nhớ pe đi tay chứ pe đi tay vậy anh chờ chơi giờ anh vừa chân bàn đấy thì những thời gian cuối thì là ai vậy ai đi giờ lấy ai đi mà đây đôi giờ lỡ như thế rồi mình chọn cái style đi luôn nhóm style cho người liền ôn cái ai đi cái style mình tôi không như thế ok ôn style ôn style style đi luôn đó giờ lấy thì mình style đi luôn thì ai chơi mà trên là đó là thời trắng như thời cam và cái ai đi là mấy cái ai đi chậm ta mới ngày vậy tôi chưa giờ đấy chúng ta tập style vậy ai muốn được nữa hay như là cái tổng lấy color người ta thắp pink ok được không thì là ai cái tai cái tai thu được nữa
hay tâm ấy đại cái lại này thì đại cái phần lớn thì pi đã thay dễ 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 lòng có lẽ chẳng phải này hai vị được phá từ ở đây ai mày tới hai vị được phá mà tới chẳng lại đặt pi lại đi đó rồi đấy chẳng pi lại đi ở đây đại cái ai đi mà này cái tai cái quạt rồi đấy ai quay cái đó có đây cái pi đó đó anh ấy cứ cái pi mà tiếp ai đi anh ấy cứ tai cái tai thủ rồi đấy thì quay vậy đấy có đây cái rồi đấy chứ không biết pi cái pi tai đó đấy á khi như biết pi tai chứ nào anh ấy cứ như ai chơi tai ba đấy chơi tai ba đó 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 chứ pi mấy mà tai như ai chơi cái tai ba giờ là bao nhiêu vậy đó chớ chớ đó ok rồi tai bản thân liên phở pê vậy liên tai á tai lớn và tai bản thân liên tai lớn đấy cứ o là gì o tai đấy và tai bản thân liên tai chè tai chè tai pê mà chè tiếp giờ đấy color chè giờ đấy chè bản bản thân mình đó đó giờ là em giấy ok chúng vô làm pi id thì bài hà thì bài hà ở đây đó mấy chỗ nói gì class window nào có class hả class class chậm đám được nhà gì chậm giờ đấy class nhóm đặt là center gì center giờ đấy mà đến đặt số mỗi số tất nên đặt là chết sai center bọn nhóm cứ dùng đặt lại đấy cười gì cười ta gì à lại có thể lại cái tầm tầm như thế thì ta gì ta này gì center đó đó ok thế nào mất bây giờ pra bây giờ tập pra vậy giờ p cái này ngày đặt class để cười gì ta này gì center đấy bây giờ pra p nó cười gì phải cho mày gì cái đó lại đó đấy cái đặt p một chuyện class mà này gì đi đặt ta này gì center này ok đặt vào đây cái p à bây giờ p này cứ ở bên đằng trong này kìa cái đào đây đó đấy rồi mỗi lần đặt a quán lại đi khai kìa đây này kìa đây thờ trong đằng trong cái đào đấy a quán và con được đào á ok đó đó thế nó chưa bao giờ lắm mày ta ơi kìa bạn ở khai hay ai đi từ từ kia đó từ kia đó ok lẽ ra không kia từ thà ai đi á thì phở ban nằm nó mày đó đó còn tay khóa thì ai pra ban cho nào này kìa cho nào đó vô là bao nhiêu vậy toán nên nó thấy là chăm á và sân trường anh chạm miệng lịch vui được kìa tôi tập P đó á ai đi đến kìa ai đi đến kìa tôi kìa chắc e rớt vì hai dụng pra trong dụng ai bị program mình hai dụng pra một kinh là người nào bị đó vô lấy của ai đi cứ đừng coi là gì đừng coi là gì có ảnh năng đó ai đi là cho nè à thì vô gì á chân ai đi cái pra ta mặc cho mà tập rập mình đứng vào nè với cả ai giống chân cái cái cách tập rập nhau đó ra vô bẹt to mà ở đây đó vô là vậy như vậy bài chơi nhưng mà ra vô bẹt to đó tất cả đấy đó vô là vậy như vậy mưa đấy gì thì gõ tụi má đi con vô là vậy như vậy vô đó hai ai đi nhưng mà ra vô tập ra ra đó vô tập ra ra mà ta cái hai chữ đó ai đi cái hai chữ đó không đánh hai cái pin nhạc từ vô là vậy như vậy vô vô là vậy như vậy á rồi vô đấy bắt tay bật la mình la với những ai vừa được hai vừa được ba cha đó qua chọn như thế vô đấy của cái tầm qua lại khả năng muốn cái mình tầm qua tăng khác thì qua tăng là gì ai gì ai đi vô là vậy như vậy vô đấy la bây đôi chia cả ca kìa cứ cả ca ấy khi đi dài mất tầm mình đứng vậy mà bộ như thế đó bị cá khi ấy bị bẹt hại đại đại đấy cho chua lấy như thế đó đó chưa lấy cứ cài cái xiêm này chua đó mày đã chua đó đó thế đó đó tôi tập tập tiền tập máu vào này chắc là nó mới mới là đó tiền đó tập tiền là nhiều phần này nhưng việc cứ để nó nhiều bây giờ nó riêng chắc là hay chắc là chơi nhớ nè là hay ID ID nhớ nè ID vô nhỏ tao vừa không được lấy ô nhóm không lúc nó cho ra đấy là quên nhá chứ nhóm thời ca nhóm thời ca ai qua mình đăng ấy đó ai tìm ai là mình lấy tết đăng ấy đó thở rồi nhóm thời ca ID mình nhóm thời ghê tay ghê tay ghê rồi đấy tay ghê đặt hai ghê
dùng đặt là color blue đó đấy. Rồi ta mới tay cái tay cái tay thú ok. Ta mới color cái red ở đây họ đấy. Trên nhóm mình ID mà ai cái này nhóm đặt class rồi nhóm đặt class một một tập này cái center đó đấy. Được rồi trên center là nó lên tài trang nhóm đặt class tên cái align kia cái center cái center đó đó rồi bây giờ cái trên nó lên mới đó để các bạn tìm bây giờ sale nữa sale thì refresh mới tạo dạng mạch bây giờ đó đó thế dừng link hay sao cái link hay có tay nhau là hai video mọi người nó pra nó thế chứ rồi em vậy lại đến trong thời kì tài của anh là ai đi tài kì chứ lẽ ai bây giờ trong đàn ý cái đi tài kì ai kì ai kì ai của anh ai đi tài kì tài thủ chứ lẽ đó ok ai của anh nhưng nó lên tờ trang nó diễn đàn đi cho bác bây giờ mình refresh một tổng thủ này thế tài bóng tài tư ấy cái đó này anh chơi chẳng bàn này đó bàn thế chơi mất cái coi kì tức đi chứ có tay ở đây phê được chung kì chứ phê những program đi chứ bàn như thế rồi anh tìm được lại dùng một pra yên ấy xế xế nhá như thế chứ mình tìm với bán đó phim đang dùng mùi mùi nà đó đó như thế còn anh đã chung một này anh chơi phim nhá anh chơi được phim có bán này bây giờ nó thấy anh chơi một câu này anh chơi còn anh hãy muốn bán là gì bán mà bán pi mà anh chơi như thế toán như là bây giờ vậy đó hai bên khác anh apply từ khoảng nào dưới đây kìa đây này kìa đây thế anh đi khoảng ở dưới đây kìa và đây kìa đây này kìa đây thế như thế anh khoảng anh vừa lại đi mà này và đó và đây này kìa đây thế chứ nó nên tới trang khoảng ai đi á đương nhiên là vẫn ta quay lại không nên người khoảng phở ra mà đó ấy là ID phở vào mà đó là phở gì đó đó đấy ok bên những sale có bao nhiêu refresh cái đó nên từ nghìn kia é đó đấy là cái nào đó đấy alo nhập vào đó nên mua hồ gò nhập muối đọc tiếng đăng ký nhập đơn mà tất cứ hồ gò cùi giờ đấy bắt tay lên con đặt hồ gò có bán trăm non lắm trăm đặt hồ gò giờ đấy con lép này nè có đó phó nhập đặt hồ vớt chân nó lại submit ở nhóm là hồ vớt chắc giờ thôi cái đó thì nó mới thua